Chương trình 24 giờ chuyển động. Trong chương trình 24 giờ chuyển động hôm nay, bắt băng nhóm dùng vũ khí bàn chông bảy để cướp xe chở thuốc lá lậu ở tỉnh Tây Ninh và Long An. Tiểu mục nóng trên mặt báo với góc nhìn về các ý kiến xử lý việc các bãi giữ xe vi phạm giao thông trên cả nước đang quá tải. Tại Bắc Ninh, du khách vượt ngàn km về đền cùng Diến Ngọc uống nước rửa mặt cầu may lễ hội trang trí búp bê dành cho bé gái ở Nhật Bản. Chào mừng quý vị đến với 24 giờ chuyển động của đài phát thanh truyền hình tây ninh. Mới đầu là cụm tin nóng với những thông tin về tình hình an ninh trật tự xảy ra trong 24 giờ qua. Tin nóng. Cơ quan an ninh điều tra công an Bình Dương đã khởi tố bắt tạm giam Nguyễn Trung Hiếu, sinh 1991, để điều tra làm rõ về hành vi chế tạo, tàn trữ, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng. Theo cơ quan an ninh điều tra, để sản xuất súng, Hiếu đã thuê một căn nhà nằm trong khu vườn chuối thuộc huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai, cách đường lớn hơn 20 km. Chỉ có một tuyến đường duy nhất đi vào để làm nơi lắp ráp chế tàu súng. Hiếu bố trí người cảnh giới nên khi có người lạ xuất hiện là Hiếu lần trốn ngay. Sau thời gian theo dõi, cơ quan an ninh điều tra đã triển khai lực lượng bắt giữ Hiếu cùng đồng bọn. Khám xét khẩn cấp các nơi ở của Hiếu, công an thu giữ 5 khẩu súng, 99 viên đạn và nhiều đồ vật dụng cụ linh kiện để chế tạo lắp ráp súng. Đến nay liên quan đến đường dây này, công an đã bắt giữ tổng cộng 5 đối tượng, thu giữ 8 khẩu súng, 153 viên đạn các loại và nhiều dụng cụ để chế tạo súng. Ghi nhận thành tích của ban chuyên án tỉnh ủy Bình Dương đã thưởng nóng số tiền 100 triệu đồng cho các lực lượng tham gia phá án. Ngày 23 tháng 2, công an phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội đang phối hợp lực lượng chức năng điều tra vụ phóng hỏa tại quán bia trên đường Giải phóng. Thông tin ban đầu, Công an Phường Hoàng Liệt nhận tin báo về việc ông T.V.H. 55 tuổi bị tẩm xăng và đốt tại địa chỉ trên. Nghi phạm gây án là N.V.H. 45 tuổi. Tại trụ sở công an, ông H. khai nhận khi đang chạy xe ôm ở khu vực bến xe nước ngầm, ông nhìn thấy vợ và ông T.V.H. đi ra từ hướng một nhà nghỉ. Nghi phạm gọi thì ông H. bỏ đi. Sau đó, ông H. đi mua xăng nhằm trả thù tình địch khi phát hiện đối phương đang ngồi nhậu với bạn bè ở quán bia trên đường giải phóng ông nvh đã cầm chai xăng đổ lên đầu ông tvh rồi châm lửa đốt gây án xong nghi phạm rời hiện trường về phía nạn nhân ông tvh bị bỏng toàn thân và đang được cấp cứu điều trị trong bệnh viện Thông tin từ Công an tỉnh Long An cho biết đã khởi tố vụ án khởi tố bị can về tội cướp giật tài sản đối với Nguyễn Văn Cường, 38 tuổi, Lê Tuấn Anh, 35 tuổi, Nguyễn An Khương, 25 tuổi và Huỳnh Châu Mười, 38 tuổi. Trước đó, nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Long An và Tây Ninh xảy ra vụ một nhóm để bàn cho ông Đinh giữa đường trong đêm, xông ra cướp tài sản của người đi đường ở những nơi vắng vẻ. Ngày 20 tháng 2, trinh sát phát hiện tại một cây xăng trên quốc lộ N2 thuộc địa bàn huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An, nhóm 4 người trên sử dụng xe hơi cướp lượng lớn thuốc lá lậu của một người vào đổ xăng rồi bỏ chạy. Công an hai tỉnh Long An và Tây Ninh đã tổ chức chốt chặn nhiều tuyến đường để vây bắt. Sau khi đổi biển số xe giả khác, nhóm trên chạy tới khu vực ấp Voi xã An Thạnh, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh thì bị lực lượng công an chặn lại. Cả 4 người mở cửa xe tháo chạy nhưng đều bị tấm gọn bước đầu cả bốn đều khai nhận thường xuyên mang theo bình xịt hơi cây roi điện dao mã tấu và cả bàn chông tự chế từ ván đóng nhiều đinh rồi thuê xe hơi bốn chỗ hoặc bảy chỗ mục tiêu chính là những người đi xe máy chở thuốc lá lậu khi phát hiện mục tiêu nhóm này sẽ chặn đầu xe hoặc ủi ngã rồi đánh đập người chạy xe để cướp hoặc rải bàn chông để cản trở xe hơi ở những đoạn vắng vẻ khống chế tài xế rồi cướp Đến thời điểm bị bắt, nhóm 4 người đã thực hiện được 6 vụ cướp, trong đó 5 vụ thuộc địa bàn tỉnh Long An và 1 vụ thuộc tỉnh Tây Ninh. Tiểu mục nóng trên mặt báo. Tiểu mục nóng trên mặt báo hôm nay sẽ được chia sẻ góc nhìn đáng chú ý của tác giả Thanh Hải về vấn đề quá tải bãi giữ xe vi phạm giao thông. Thưa quý vị, trước thực trạng quá tải các bãi giữ xe vi phạm giao thông đường bộ, đã có đề xuất tiêu hủy hoặc chi ngân sách mở rộng, xây thêm nhà xe để bảo quản. Tuy vậy, cũng có nhiều ý kiến phản đối cả hai đề nghị này. Thưa quý vị. Thông tin từ Ủy ban an toàn giao thông quốc gia, tính riêng 7 ngày nghỉ Tết nguyên đáng 2024, từ ngày 8 tháng 2 đến ngày 14 tháng 2 năm 2024, cơ quan chức năng đã xử lý trên 70.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, riêng vi phạm nồng độ cồn gần 30.000 trường hợp cơ quan chức năng tạm giữ gần 36.000 phương tiện, gồm gần 1.500 ô tô và hơn 34.000 xe máy, đã dùng thêm áp lực cho các bãi giữ xe. Vấn đề quá tải các bãi giữ xe vi phạm vốn xảy ra ở nhiều địa phương cả nước từ trước. Riêng Hà Nội, trong năm 2023, các đơn vị đã tạm giữ gần 43.000 xe vi phạm giao thông bãi giữ xe tan vật xe vi phạm giao thông quá tải một phần do đương sự không chịu đến để được giải quyết lấy lại phương tiện nhiều trường hợp bỏ luôn xe vì số tiền phạt phí giữ cao hơn giá trị xe vì vậy xe ở nhiều bãi bị xuống cấp hư hỏng bị bỏ bê chẳng khác gì bãi phế liệu đã có nhiều ý kiến đề xuất nên tiêu hủy phương tiện mà người vi phạm từ chối nhận lại có cả ý kiến của luật sư, đề nghị này không sai bởi luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012, sửa đổi bổ sung năm 2020 đã có quy định cụ thể về xử lý, trong đó có cho phép tiêu hủy. Nhưng dư luận cho rằng vi phạm giao thông là chủ phương tiện, còn ô tô xe máy là vô can. Việc gì tiêu hủy chúng đây là tài sản, nếu đem tiêu hủy là lãng phí xã hội. Thực tế là đề xuất tiêu hủy các phương tiện tham gia đua xe đã từng được Bộ Giao thông Vận tải đặt ra từ năm 2011, từng gây tranh cãi và không được chấp nhận. Trong khi đó, từ những năm 1999-2000, thành phố Đà Nẵng đã từng quyết định tịch thu xe đua, xe bị bỏ lại bãi giữ quá hạn, bán đấu giá để lấy tiền hỗ trợ cho người nghèo. Hiện nay, luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 sửa đổi bổ sung năm 2020 đã có quy định cụ thể về xử lý cho phép tiêu hủy cho bán đấu giá xung công quỹ. Vì vậy, liệu có cần thiết tốn thêm ngân sách để mở rộng, xây thêm bãi giữ xe vi phạm và có cần thiết tiêu hủy các phương tiện như những đề xuất nói trên? Bởi lẽ sẽ khiến vừa tốn tiền, mất thời gian, lại còn gây lãng phí tài sản xã hội. Xe vi phạm giao thông quá hạn, chủ phương tiện mà không đến lấy thì thiết nghĩ có thể phân loại về tính hợp pháp, chọn lựa xe còn giá trị sử dụng, xe đã thành phế liệu để tịch thu sung công quỹ hoặc bán đấu giá giúp người nghèo. Tiểu mục Đông Tây chuyển động. Rằm tháng Giêng là một trong những ngày lễ quan trọng trong tháng đầu tiên của năm mới. Với quan niệm cúng cả năm không bằng rằm tháng Giêng, Điều này cho thấy rằm tháng giêng có ý nghĩa quan trọng trong đời sống văn hóa tâm linh của dân tộc. Vào ngày này, người dân sẽ cùng nhau đi chùa, chuẩn bị mâm cúng thịnh soạn, nhằm cầu may mắn, phước lành. Vì thế, thị trường đồ lễ những ngày này càng trở nên nhộn nhịp và đa dạng. Mấy ngày này, ngày nào chị Lê Thanh Hậu cũng tất bật với các đơn hàng phục vụ khách, làm cổ rằm tháng giêng. Chỉ trong một buổi sáng, chị Hậu đã bán gần 200 con gà và hơn 200 đĩa xôi. Chị Lê Thanh Hậu, chủ cửa hàng, cho biết chọn gà này rồi là những cái đồ cúng chay các thứ rất là chỉn chu mà là chuyên nghiệp đấy nó tức là lại phải ra truyền từ trước đến nay đấy như ví dụ như con gà của ngày tết của nhà chị là nó là 500 nhưng bây giờ hiện tại bây giờ ra cái dằm tháng riêng này chị chỉ lấy bốn trăm rưỡi thôi cứ gọi đặt trước là nhà chị ship còn đâu khách quen ấy người ta tuy có uy tín rồi thì người ta cũng gọi chị ship đến là chị ship còn những người nào mà người ta cầu kỳ thì người ta ra đây người ta tự mua tự chọn đấy. Theo đánh giá của người tiêu dùng, thị trường đồ lễ ngày rằm khá phong phú, đa dạng, đáp ứng được xu hướng nhu cầu tiện lợi. Chị Nguyễn Thanh Hoa, người tiêu dùng cho biết. Tại vì bây giờ cuộc sống bận rộn rồi nên là cũng cần những cái gì đó nó nhanh và tiện. Nên bây giờ ra chợ là cũng thể mua được luôn và cũng giá cả phải chăng và đa dạng mặt hàng. Thì mình cũng dễ cho 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 việc cúng rằm. Chị Phạm thì lệ Hằng, người tiêu dùng cho hay tôi rất quan trọng cái ngày lễ này như ngày hôm nay thì tôi mua cả lễ chay lẫn lễ mặn thế thì uh, lễ mặn là cái truyền thống từ xưa của các cụ còn lễ chay là tân thời bây giờ không chỉ đơn thuần là những mâm cỗ mặn truyền thống mà món cỗ chay ngọt với hình thức bắt mắt cũng đang được lựa chọn với nhiều mức giá dao động từ 200 cho đến 1 triệu đồng xu hướng mua đồ chay về tự nấu cũng đang được nhiều người lựa chọn chị Nguyễn Thị Thu người tiêu dùng chia sẻ À, ngày Tết uh, Nguyên Tiêu Cũng là cái ngày uh, uh, Tết Của một cái uh, đầu tiên Của năm mới Cũng là một cái ngày lễ rất là lớn Các uh, sản phẩm về chay bây giờ nó rất, rất là đa dạng ấy. Nó có rất nhiều những cái sản phẩm để mình uh, lựa chọn Và bày trí cũng rất là bắt mắt ấy. Chị Nguyễn Phương Loan Người bán hàng nói cái Từ sáng nay chị cũng phải làm mấy mâm cỗ chay cho khách Ngoài cái đồ xôi uh, chè Là khách có nhu cầu đặt thêm cả đồ uh, cỗ chay chị. Một mâm cỗ chay của chị dao động từ uh, phụ thuộc vào nhiều món hay ít món, giao động từ 1 triệu đến triệu 2, triệu 3 một mâm. Vài năm trở lại đây, dịch vụ đặt đồ lễ online cũng bắt đầu phổ biến trên các trang Facebook cá nhân, các trang mạng xã hội và ngay cả các cửa hàng dịch vụ đặt nấu cổ và giao tại nhà đang trở nên sôi động. Từ lâu trong tâm thức người Việt, ngày trầm tháng Giêng cũng quan trọng chẳng kém Tết Nguyên Đán. Những giá trị tâm linh, giá trị nhân văn mà ngày trầm tháng Giêng đem lại sẽ trở thành hành trang để con người vững tin bước vào một năm mới với tâm thế lạc quan, tin tưởng vào những điều tốt đẹp. Những ngày này, nhiều du khách thích thú tham gia tour khám phá lịch sử đưa du khách đi trong chuyến hành trình độc đáo, làm mới cuối tuần và mang đến cho bạn và gia đình những trải nghiệm đáng nhớ. Đây là những trải nghiệm mới mẻ dành cho những người quan tâm đến lịch sử hoặc đơn giản muốn hiểu thêm về thủ đô ngàn năm tuổi theo đó tour du lịch này có hành trình đưa du khách đến những di tích lịch sử nổi tiếng như văn miếu quốc tử giám di tích thăng long hoàng thành thăng long hay bảo tàng dân tộc học việt nam bạn sẽ được hòa mình vào không khí lịch sử tìm hiểu về văn hóa và truyền thống của đất nước các tour khám phá phố cổ hà nội sẽ đưa du khách đến những ngõ phố cổ những ngôi nhà cổ và kể cho bạn những câu chuyện lịch sử ẩn sau từng có phố bạn sẽ được ngắm nhìn những công trình kiến trúc cổ xưa cảm nhận sự hòa quyện giữa quá khứ và hiện tại nhìn chung những tour khám phá lịch sử tại hà nội không chỉ là cơ hội để bạn khám phá lịch sử mà còn là dịp để cả gia đình cùng nhau tận hưởng những trải nghiệm mới du khách có thể tận hưởng không khí truyền thống, ngắm nhìn những di tích lịch sử và học hỏi cùng nhau là cơ hội để tìm hiểu về văn hóa độc đáo của thành phố. Từ lễ hội truyền thống đến nghệ thuật đương đại, du khách sẽ có cơ hội hiểu rõ hơn về sự phong phú và đa dạng của văn hóa thủ đô. Thưa quý vị, những ngày đầu năm, khu di tích Đền Cùng Diễn Ngọc thuộc địa phận làng Viêm Xá, còn gọi là làng Diệm, xã Hòa Long, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh chật kín người dân đi lễ. Nhiều người còn tranh thủ mang bình đựng nước về tắm gội, nấu nướng để cầu mong sức khỏe, bình an. Được biết là có nhiều du khách từ thành phố Hồ Chí Minh, Đà Lạt cũng chịu khó vượt ngàn km về đền cùng để uống nước sữa mặt ở giếng Ngọc. Tương truyền rằng, dù ai đi lễ bốn phương, không bằng linh hiển, thắp hương đền cùng. Với những câu chuyện dịp màu linh thiêng được kể bao đời, đền cùng diến ngọc là điểm đến tâm linh thu hút du khách thập phương từ buôn nơi đổ về những dịp ngày rằm đầu xuân năm mới những ngày này nhiều du khách tìm về đền cùng cầu mai đầu năm đền cùng diến ngọc ở khu phim xá còn gọi là làng diềm phường hòa long thành phố bắc ninh thờ mẫu tam phủ từ ngàn xưa sự linh hiển của đền cùng nổi tiếng đã lâu tư truyền từ thời tiền lý tiền lê thời lý quan quân triều đình đánh giặc dọc tuyến sông cầu khi đến chốn này cầu đảo đều được ứng nghiệm đánh bại quân xâm lược nằm giữa sân đền cùng là giếng ngọc Giếng ngọc có hình bán nguyệt rộng khoảng 20 mươi mét vuông gồm 11 bậc gạch 4 bậc đá và một bậc gỗ lim ở sát mép giếng dưới đáy giếng là lớp đá ông tự nhiên sâu khoảng 7 mét nước giếng có màu trong xanh có thể nhìn xuống tận đáy. Với những câu chuyện nhiệm màu linh thiêng được kể bao đời, ngày nay, du khách thập phương về với đền cùng giếng ngọc vẫn muốn tự tay xuống xin nước trong giếng để uống, với mong ước may mắn, tài lộc và bình an hạnh phúc cho cả gia đình trong suốt một năm đó. Để lấy nước, du khách phải để giày dép trên bờ, đi chân trần xuống dưới hoặc đi dép của nhà đền chuẩn bị sẵn Nước bút lên từ giếng có thể uống trực tiếp mà không cần lọc hay đun sôi, nên uống thấy vị mát lành, ngọt tự nhiên. Theo người dân làng Diềm, do nguồn nước chảy từ trong núi thấm qua tầng tầng lớp lớp đá ong đã tạo nên vị ngọt mát hiếm có. Bởi thế, người làng Diềm thường lấy nước giếng ngọc để về nấu cơm. Nhiều du khách mang theo bình đựng để xin nước giếng mang về với mong ước rất may mắn, tài lộc, sức khỏe cho gia đình. Một điều thú vị là dù được người dân dùng liên tục, nước giếng ngọc chưa bao giờ cạn, thậm chí cả trong mùa khô hạn. Tiếp theo, một quý vị cùng đến Ninh Thuận để khám phá mô hình trồng mang tay. Hơn chục năm qua, người dân ở xã An Hải, huyện Ninh Phước chuyển từ cây hoa màu sang trồng mang tay, mang lại hiệu quả kinh tế cao, thậm chí có người còn đổi đời nhờ giống cây này. Từ khi trồng măng tây, đời sống của người dân tỉnh Ninh Thuận không chỉ sau đó giảm nghèo mà kinh tế còn khá lên rõ rệt, diện mạo nông thôn đổi thay từng ngày. Trong những năm qua, bà con nông dân người chăm tỉnh Ninh Thuận đã thực hiện nhiều mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng kém hiệu quả sang trồng cây măng tây xanh đem lại hiệu quả kinh tế cao. Cây măng tây xanh cho thu hoạch 3 tháng mỗi vụ, sau mỗi vụ cho cây nghỉ dưỡng 1 tháng và cứ thế thu hoạch liên tục trong thời gian gần 10 năm. Nông dân thu lãi từ 400 cho đến 500 triệu đồng một hecta một năm, cao cấp 3 4 lần so với cây rau màu khác trên cùng diện tích. Cây măng tây xanh là một loại rau cao cấp có giá trị dinh dưỡng khá cao. Ngoài ra cây măng tây xanh còn có tác dụng chống lão hóa, chống béo phì, làm giàu sữa mẹ và đặc biệt là giảm lượng cholesterol trong máu, giúp ổn định huyết áp. Vì những lợi ích đó, cây măng tây được giới ẩm thực ưa thích, đặc biệt Cây măng tây xanh trồng trên đất cát mịn nên thấm hút nước nhanh, không bị gặp úng, do đó cây sinh trưởng rất tốt. Khi thu hoạch, thân cây măng tây ở thôn Tuấn Tú mềm và ngọt hơn nhiều nơi khác và được thị trường rất ưa chuộng. Anh Võ Văn Quyền, xã An Hải, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận cho biết tùy vào cái cái sản lượng của mình mà mình dạy sớm cho nó phù hợp để bẻ là thu hoạch cho thương lái ta chuyển cho bạn hàng đi cho kịp còn cái thứ hai là để mang cho nó đẹp để thu hoạch buổi chiều thì mang nó già giá thì năm chục bảy trăm rưỡi tám ngàn ngày nào cũng có thu hoạch xã An Hải đã hình thành vùng trồng rau an toàn với diện tích 300 trăm hecta trong đó phát triển được 100 trăm hecta cây măng tây xanh với cánh đồng lớn trồng măng tây xanh rộng 30 mươi hecta và một trang trại hữu cơ nông nghiệp công nghệ cao với diện tích 10 hecta đã đi vào sản xuất qua đó đưa giá trị sản xuất nông nghiệp trên địa bàn đạt 234 triệu đồng một hecta một năm. Phần tin quốc tế đáng chú ý: Triển lãm Kill hay đáng yêu, trước bài những món đồ và tác phẩm nghệ thuật có hình các nhân vật dễ thương đang diễn ra tại trung tâm nghệ thuật Somerset House ở thủ đô London của Anh. Triển lãm thú vị này còn đánh dấu một cột mốc quan trọng đó là kỷ niệm 50 năm ra mắt nhân vật mèo Hello Kitty. Hình ảnh con mèo trắng Hello Kitty được nhà thiết kế Nhật Bản Yuko Shimizu sáng tạo vào năm 1974 để trang trí cho các sản phẩm mang thương hiệu Sanrio. Bên cạnh nhân vật mèo Hello Kitty, triển lãm còn trưng bày những món đồ mang hình ảnh các biểu tượng văn hóa đại chúng khác được nhiều người yêu thích từ nhân vật người ngoài hành tinh e .T. và Yoda, thủy thủ mặt trăng cho đến những món đồ chơi trẻ em như búp bê KB ra đời cách đây hơn 100 năm. Angli Blausen, trung tâm nghệ thuật Somerset House, London, Anh, nói. Văn hóa dễ thương đang nổi vào bộ khí cạnh của cuộc sống và liên quan đến mọi mối quan hệ, cộng đồng, thú cưng và con cái của chúng ta. Triển làm giúp mọi người có những cách suy nghĩ khác nhau về những điều dường như rất quen thuộc. Cũng tại triển lãm, khách tham quan còn có cơ hội tương tác với nhân vật ảo Glimmer bằng cách thực hiện một số động tác và nhận phần thưởng trên màn hình khi họ thực hiện đúng. Triển lãm Kill sẽ kéo dài đến hết kỳ 14 tháng 4. Những ngày này, nhiều nơi tại thị trấn higashi Uzu, tỉnh Shizuoka, Nhật Bản đang rộn ràng. Cùng lễ hội trang trí búp bê Hina no Surushi. Sự kiện thường niên này mang ý nghĩa chào đón lễ hội dành cho bé gái diễn ra vào ngày 3 tháng 3 hàng năm. Lễ hội được tổ chức tại địa điểm chính là công viên văn hóa Hinano-Zakata và ba địa điểm khác tại thị trấn Higashi-Izu. Điểm chung ở những địa điểm này là không gian trưng bày đầy màu sắc với những con búp bê Hinana truyền thống của Nhật Bản và các món đồ trang trí mang ý nghĩa may mắn, sức khỏe và bình an cho những bé gái. Tại công viên văn hóa Hinano-Zakata, khách tham quan sẽ được ngắm tháp búp bê 17 tầng với 151 con búp bê khác nhau. Xung quanh tháp cũng có rất nhiều dây treo những vật trang trí mang ý nghĩa may mắn. Kiểu trang trí này được cho là đã được truyền lại từ cứu đội Edo cho đến ngày nay. Lễ hội Hina no Surushi tại thị trấn Higashi Uzu là một sự kiện thường niên. Ngoài ý nghĩa quảng bá nét văn hóa truyền thống xoay quanh lễ hội dành cho bé gái diễn ra vào ngày 3 tháng 3, sự kiện này còn nhằm thu hút khách du lịch đến thị trấn nổi tiếng với những bãi biển đẹp và các suối nước nóng tự nhiên. Lễ hội sẽ khép lại vào cuối tháng 3. Trong phần tiếp theo của 24 giờ chuyển động. Tại Nghệ An xử lý nghiêm khắc tài xế xe tải chạy ngược làn đường cao tốc. Tiểu mục chuyện ngày mới về Khánh Sơn nghe âm vang đại ngàn. Tiểu mục cà phê không đường. Tiểu mục cà phê không đường sẽ tiếp tục chương trình với một câu chuyện đáng quan tâm về lễ hội. Thưa quý vị, lễ hội là đời sống tinh thần, là điểm tựa tâm linh của con người. Nhưng thực tế hiện nay, để dễ bề quản lý, nhiều hoạt động phần hội bị cắt bỏ chỉ chú trọng phần lễ. Nhiều chuyên gia băn khoăn như vậy liệu có bên trọng bên khinh giữa lễ và hội? Mời quý vị cùng nghe phần phân tích sau đây để có câu trả lời. Với hơn 8.000 lễ hội mỗi năm, chủ yếu tập trung trong dịp đầu năm mới, không thể phủ nhận lễ hội là một hoạt động văn hóa tinh thần quý giá của người dân được hình thành trong quá trình lịch sử. Có lễ hội diễn ra trong vài ngày, có lễ hội diễn ra cả tháng, như lễ hội chùa hương hà nội yên tử quảng ninh bên cạnh việc tôn vinh những hình tượng thiên những vị thần người có công với đất nước với cộng đồng lễ hội còn được xem là điểm tựa tâm linh và khát vọng về một cuộc sống ấm no hạnh phúc nói đến lễ hội tức bao hàm cả phần lễ và phần hội sau khi lễ bao giờ cũng là phần hội nếu như phần lễ là phạm trù trang nghiêm biểu hiện cho lòng thành kính của con người trước các đấng linh thiêng, thì hội chính là phần biểu hiện cho sức sống và tinh thần vui sống của con người. Hội là dịp để đông đảo người dân có cơ hội trực tiếp tham gia thụ hưởng những giá trị vật chất và tinh thần giao lưu, cố kết cộng đồng. Người dân tham gia lễ hội vừa để bày tỏ lòng thành kính với các đấng linh thiêng vừa để nhập cuộc phần hội để được vui chơi qua đó được tái tạo năng lượng cho cuộc sống tiếp theo những năm gần đây khi xã hội phát triển mang tính mở đặc biệt khi internet và mạng xã hội phát triển thì quy mô các lễ hội cũng ngày càng được mở rộng cả về không gian và thời gian nhiều lễ hội không còn là lễ hội làng mà đang có xu hướng biến thành lễ hội vùng thậm chí là liên vùng với sự tham gia của đông đảo du khách trong và ngoài nước không gian lễ hội còn được mở rộng thành siêu không gian với sự tương tác của các hoạt động truyền thông và điều này hẳn nhiên sẽ làm nảy sinh nhiều hiện tượng phức tạp đòi hỏi phải nhìn nhận lại công tác quản lý và đặt ra yêu cầu về xây dựng thực hiện quy tắc ứng xử trong lễ hội cho phù hợp với bối cảnh mới đơn cử như câu chuyện lễ hội phết hiền quang chủ tịch ủy ban dân huyện tam nông tỉnh phú thọ mới đây đã có văn bản gửi ủy ban dân xã hiền quang về việc tạm dừng phần đánh phết bởi lo sẽ không đảm bảo được tình hình an ninh trật tự trước một lễ hội với sự tham gia của quá đông người như vậy trong khi đó lễ hội phết hiền quang là một lễ hội truyền thống đặc sắc lâu đời được tổ chức vào tháng giêng hàng năm nhằm tôn vinh công lao và tưởng nhớ thiều hoa công chúa một nữ tướng có công chiêu mộ binh sĩ xã thân giúp hai bà trưng đánh giặc hoạt động đánh phết để tưởng nhớ hoạt động luyện quân khi xưa của bà minh chứng cho ý chí quật cường tinh thần dũng cảm mưu trí chống quân xâm lược của dân tộc ta có thể coi đánh phết là phần cốt lõi là phần chính liên quan đến sự tích của lễ hội nếu cắt bỏ đi liệu lễ hội có còn nguyên tính chất không chỉ riêng lễ hội phết hiền quang rất nhiều lễ hội khác như lễ hội phú dày lễ hội đền trần nam định lễ hội bà chúa xứ an giang hay lễ hội chùa hương hà nội yên tử quảng ninh cũng vậy để tiện cho công tác quản lý người ta đã cắt đi nhiều phần hội đồng tình rằng những tiêu cực biến tướng về lễ hội như mê tín dị đoan đốt vàng mã vô tội vạ dịch vụ bát nháo tại lễ hội hay hiện tượng du khách chen lấn giành giật cần phải được nhận diện và loại bỏ cũng đồng tình rằng quản lý lễ hội là một yêu cầu hết sức cấp bách. Lễ hội là một đặc thù, nên quản lý lễ hội cũng đòi hỏi những kỹ năng đặc thù. Tuy nhiên, để tránh sự phức tạp mà cắt bỏ đi phần hội, liệu có nên chăng? Không quản được thì cấm, không quản được thì thắt chặt, bóp nghẹt. Đó chưa bao giờ là một tư duy đúng trong bất cứ lĩnh vực nào. Quản lý nghiêm nhưng mục tiêu tối thượng vẫn phải là ý thức, là sự tự nguyện chấp hành của người dân và lễ hội trước hết phải vì cộng đồng hướng đến cộng đồng. Và nói như một nhà nghiên cứu văn hóa, lễ hội là dịp, là không gian để người dân tham dự, chứ không phải chỉ để người dân đứng ngoài nhìn vào rồi bình phẩm. Để hiểu được điều này thì có lẽ thật khó thay. Và liên tục chương trình là phần tin nóng, mời quý vị tiếp tục theo dõi. Tin nóng Tối ngày 23 tháng 2, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh chiếc ô tô nằm chỗ, tự trôi xuống dốc, suýt gây ra tai nạn trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắc. Theo nội dung đoạn clip, chiếc ô tô 47A-46745 tự trôi xuống dốc, lao vào vỉa hè và sượt qua lưng một người phụ nữ đang mua hoa tươi ở gần đường. Thoát hiểm trong tích tắc, người phụ nữ ôm chầm lấy cô gái đối diện để được trấn an tinh thần chiếc ô tô tiếp tục tự trôi và đâm sầm vào một cái cây gần đó mới dừng lại. Chị NLN, chủ cửa hàng Hoa Tươi, cho biết vụ việc không gây thiệt hại tài sản. Sau khi xảy ra sự việc, chủ ô tô đã đến gặp chị N để xin lỗi. Chiều ngày 23 tháng 2, lãnh đạo đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 4, Cục Cảnh sát Giao thông cho biết, đơn vị vừa lập biên bản với người đàn ông lái xe ô tô tải chạy ngược chiều trên cao tốc Bắc Nam, đoạn Kỳ Sơn, tỉnh Thanh Hóa, Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Tại cơ quan công an, ông BVS sinh năm 1975 khai nhận. Vào ngày 20 tháng 2, ông S đi xe tải biển kiểm soát 37C11390 vào nút giao diện cát để xuống làm đường gom của đường cao tốc. Nhưng do không biết đường nên ông S đã điều khiển xe ô tô chạy lên đường cao tốc mất khoảng 500 mét. Sau khi phát hiện nhầm đường, ông S đã quay xe chạy ngược lại. Với lỗi chạy ngược chiều trên cao tốc, ông S bị lập biên bản vi phạm hành chính, đồng thời ông S sẽ bị xử phạt từ 16 đến 18 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 5 đến 7 tháng. Tiểu mục chuyện ngày mới. Thưa quý vị, miền núi phía Tây tỉnh Khánh Hòa là nơi hội tụ các nền văn hóa đa dạng, phong phú lâu đời của đồng bào các dân tộc nơi đây. Trong đó, đàn đá Khánh Sơn được biết đến là bảo vật cổ xưa, là hồn cốt phản ánh không gian văn hóa đời sống tinh thần phong phú của người sắc lại. Âm thanh vang vọng cụ đá của núi rừng như là sợi dây kết nối giữa con người với thế giới tâm linh thời xa xưa trên vùng đất này. Điều thú vị là, nhà cụ cổ xưa ấy hôm nay vẫn còn sống động trong tâm thức và đời sống văn hóa tinh thần của người dân, để những âm thanh đại ngàn vang vọng mãi về sau. Tới một chuyện ngày mới hôm nay, mời quý vị cùng về Khánh Sơn đến nghe âm thanh đại càng. Nằm ở phía tây nam của tỉnh Khánh Hòa, huyện Khánh Sơn, là nơi sinh sống chủ yếu của người Kinh và Rắc Lai. Với độ cao 800 m so với mực nước biển, nơi đây quanh năm mây phủ. Theo nhiều tài liệu ghi chép lại thì lịch sử vùng đất Khánh Sơn gắn liền với nền văn hóa đồng bào Rắc Lai đậm đà bản sắc. Cộng đồng buôn làng Rắc Lai sống trong thung lũng sâu, có núi cao bao bọc, đó là điều kiện lý tưởng gìn giữ những yếu tố cổ trong ngôn ngữ và giá trị văn hóa dần dần ấn tượng nhất là bộ đàn đá được gia đình người sắc lai tìm thấy vào khoảng năm 1947 tại khu vực tô hạp cánh sơn đây là một trong những loài nhạc cụ thuộc loài cổ sơ nhất của loài người anh tròn ngọc minh xã sơn hiệp huyện cánh sơn tỉnh khánh hòa nói đàn đá là nó không có đủ nút giáng nút thang nhưng mà nó là nút là la mi là đủ cao. Đó. Đàn đá Khánh Sơn được coi là bảo vật, không chỉ có giá trị về lịch sử, âm nhạc mà còn là hiện vật đặc trưng là mạch nguồn gắn kết quá khứ với hiện tại, phản ánh đời sống văn hóa, tinh thần phong phú của đồng bào. Để bảo tồn phát huy giá trị đàn đá Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa đã cho khảo sát phục dựng ba hệ thống đàn đá nước theo nguyên bản của người Sắc Lai cùng với đó là tổ chức quảng bá giá trị và loại nhạc cụ cổ truyền của người Trắc Lai dẫn với phát triển du lịch, trưng bày biểu diễn đàn đá tại một số trung tâm văn hóa, điểm du lịch. Nhạc sĩ Nguyễn Phương Đông, tỉnh Khánh Hòa thông tin. Đá mà làm được đàn là yêu cầu về chất lượng về chuyên môn, đặc biệt là cái tiếng đàn, cái tiếng phát ra phải là cái tiếng để gọi có thể gọi là đàn và ít nhất là những cái máy thẩm âm nó phải bắt được. Bởi vì rất là đơn giản, cục đá mà kêu mà không đạt thì máy nó không bắt. Cùng với việc phục dựng các bộ đàn đá, Cánh Hòa cũng tổ chức tập huấn về phương pháp bảo tồn và kỹ năng biểu diễn đàn đá cho các nhạc công người sắc lai tại địa phương. Huyện Canh Sơn đã khảo sát phục dựng hệ thống đàn đá nước giữa nương rẫy của người sắc lai. Hiện nay thế hệ trẻ cũng biết đến yêu quý đàn đá. Vì thế, huyện Canh Sơn đã mở lớp chơi đàn đá nhiều em đã đánh đàn đá thuần phục và có kỹ năng biểu diễn quảng bá giá trị của loại nhạc cụ cổ truyền của dân tộc mình. Ông Cao Minh Vĩ, Phó Chủ tịch Ủy ban dân huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa cho biết: Việc uh, phát huy gìn giữ cái bộ đàn đá uh, Khánh Sơn uh, sau 44 năm uh, uh, đi lưu diễn uh, khắp mọi miền tổ quốc uh, và thế giới thì đã về với Khánh Sơn. À, để có một cái ngày hội trưng bày bộ đàn đá và chúng tôi đã triển khai sâu rộng đến toàn thể à, bà con nhân dân và mở các cái lớp à, truyền dạy. Ông Lê Văn Hòa, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thông tin tỉnh Khánh Hòa nói: Tức là ngành văn hóa đã cùng với hội bảo tồn di sản văn hóa huyện Khánh Sơn đã phục dựng lại và tái tạo lại 10 bộ đàn đá để tổ chức tập huấn cho cán bộ văn hóa, cán bộ phòng văn hóa ở huyện Kinh Sơn để trong cái dự án mà bảo tồn phát huy giá trị văn hóa dân tộc gắn với phát triển du lịch theo dự án 6 của chương trình mục tiêu quốc gia về đồng bào dân tộc thì sở đã triển khai cùng với hội bảo tồn cùng với các nhạc sĩ để mà chúng ta phục dựng lại những cái bộ đàn đó tiếng đàn lúc như âm vang trầm hùng của núi rừng lúc nghe thánh thót như tiếng suối chảy đó như thay cho lời kể niềm an ủi lúc vui lúc buồn trong cuộc sống của người dân bản địa dù đã trải qua hàng ngàn năm, nhưng âm thanh của đàn đá vẫn vang vọng, như nhắc nhở về giá trị và ý nghĩa lịch sử, mạch nguồn quá khứ và hiện tại. Đến với Khánh Sơn, khung cảnh thiên nhiên say đắm lòng cười với bản sắc dân tộc riêng, du khách sẽ nhớ mãi về vùng đất co cười nơi đây để kể cho người thân, bạn bè câu chuyện mê hoặc của đất rừng và người ra clay. Và thưa quý vị, câu chuyện thú vị này cũng đã khép lại thời lượng của chương trình 24 giờ chuyển động hôm nay. Một lần nữa, Phú Khánh cùng với Minh Lam xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.